Rồi, trong khi mình sử dụng cái Galaxy Buds Plus này thì gặp cái trường hợp là cái tai nghe bên trái nó không có nhận sạc. Thì cái trường hợp nó như thế nào? Khi dụ mình bật lên như vậy nè, Đấy. thì bấm kết nối. Ở đây thì cái tai nghe của mình đang ở chế độ bình thường nên tai nghe hai bên đều là một Uh, cái trường hợp của mình hay xảy ra đó là cái tai nghe bên phải ví dụ như tai nghe bên phải nó 100% đi nó sạc đầy còn ở tai nghe bên trái thì nó không có nhận sạc được và nó 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 sụt xuống 80% Xong khi mình xài một hồi nữa thì để cái tai nghe bên phải vô á thì nó vẫn sạc bình thường còn tai nghe bên trái nó lại sụt 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 đến khi hết pin luôn. Thì cái trường hợp này cách khắc phục nó như thế nào? Uh, đây cách khắc phục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì để khắc phục cái tình trạng này, ví dụ tai nghe bên bên phải nó nhận sạc thì mình sẽ lấy cái tai nghe mình phải ra. Mình mình chỉ để cái tai nghe bên trái thôi. Đó, bắt đầu mình kết nối cái bộ sạc này, kết nối bộ sạc giờ trong đây. Đấy sạc đỏ nè. Sạc đỏ, đỏ tức là là đang đang nhận sạc ha. Khi nào mình sạc xanh tới đèn xanh là nó đầy trong trăm pin. Rồi, mình sẽ bỏ cái tai nghe này vào đây. Đó, mình bỏ tai nghe vào đây. Ví dụ như cái trường hợp nó không nhận sạc á thì mình cứ cứ để như thế này mình vẫn kết nối bộ sạc và mình lắc cái tai nghe Đó, lắc tai nghe nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ xong rồi cái nó xanh liền mà mặc dù nó nó vẫn không có đầy pin được cho mình đó nó chuyển sang màu đỏ và nó, nó nó lên cái màu xanh luôn đó là nó nhiều lần lặp lại như vậy thì mình mình sẽ thực hiện cái thoát là mình lắc lắc cái này đó mình lắc khoảng tầm uh, vài lần là bắt đầu nó nhận luôn, nó nhận được cái 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 đèn này nó sẽ đỏ nó sạc nó sạc quài cho mình luôn. Sau đó mình để để sạc trong khoảng 30 phút, sạc 30 phút thì bắt đầu mình sẽ lấy ra mình uh, uh, lấy uh, hai tai nghe mình sạc và mình kết nối lại cái bộ sạc. Kết nối bộ sạc thì cái tai nghe bên trái nó sẽ uh, sẽ sạc đầy và tay em phải cũng sạc đầy luôn là mình đã viết được cái lỗi đó. Còn nếu cái trường hợp mà các bạn đã áp dụng như thế mà không làm được đó, thì có thể mình đem ra trung tâm bảo hành. À, nếu mình còn cái thật còn trong cái thời hạn bảo hành đó mình đem trung tâm bảo hành người ta sẽ giúp cho mình khắc phục được cái lỗi này.